Xin chào các bạn, chúc các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui. Vụ táo bắt đầu đấy, táo lục ngạn mùa 2022 các bạn nhé. Đó. Thì hôm nay mới là âm nay là mới là 29 tháng 8 nhỉ, 29 tháng 8 âm lịch, còn dương nó là 24 tháng 9 nhé. Đây là táo đào vàng các bạn ạ, đào vàng chín sớm đấy. Nhiều bạn có hỏi là giống nào chín sớm, thì giống này chín sớm đầu tiên này. Thực ra là giờ chín đã chín được khoảng cái tầm này, nó chín khoảng tầm cách đây nửa tháng rồi chị nhỉ, nếu chín là tầm nửa tháng rồi đấy. Thì cái đây là cái giống mà ăn chua chua rôn rốt rất là ngon nhé, và có thể chấm muối hoặc là nó rất là thơm nữa. Đây, mời các bạn thử thưởng thức quả này nhé. Quả này của chị có bao nhiêu cây? Nhà chị có bao nhiêu cây? Vâng, có thì đến gần 100 cây. Nhưng mà chỉ đào vàng không á, hay là còn loại khác nữa? Đào vàng thì bao nhiêu cây? 100 cây. Bao nhiêu? 15 cây á? Gần 100 cây đào vàng á, thế nhiều nhỉ. Đây mời bạn thử nhé. Thực ra là phải xác định là đầu vụ ấy, các bác anh chị mà chăm không để ý là ruồi vàng nó châm cũng rất là nhiều, và đây cũng nhìn thấy có, nhưng mà cơ bản là cũng xử lý cũng tương đối kỹ rồi. Thì quả nào bỏ bén thì phải bỏ loại ra. Nhưng mà các bạn thử quả này xem có nữa. Thơm rốt ngon. Được mấy tấn? Mấy tấn? Không có quả. Năm nay không có quả. Năm nay chẳng có. Vâng. Kia nhiều con không? Tốt. Em cũng tu đấy, nhưng mà chắc khi có treo bẫy hoặc xua đuổi không? Không. Chị chỉ xử lý di gân á? Nha bảo là không phun di gân. À. Kiểu nó ít quả quá, thể nó sai là nhà em phun đấy, nhưng mà lại không có quả. Như lớp sau không có này à? Còn có ít lắm. Trên cây còn nhiều quả không chị? Mời các bạn thưởng thức này. Đấy. Táo đào này hoa nó nhiều và nó chứ. Táo xuân thì sai không? Đào vàng nó cũng được từng năm nhỉ? Được từng năm nó sai rất nhiều nhá. Được cái là nó chín sớm các bạn ạ. Đấy, rất nhiều nơi thì cái thằng này nó ưa đất sỏi chị ạ. Đất sỏi trên cao tí. Vâng. Càng khô kiểu đanh đanh ấy, nó rất là thích luôn. Đây quả này thì quả này bị hỏng này. Đây. Có. Đây cũng ngon nhé, hay là được ấy chứ. Vâng, đấy quả này tốc độ là vẫn ăn bình thường. Hiện tại giờ là cái này là bao tiền cân? 20.000 cân. Thế là ổn chứ. Chỉ tội là không có để bán thôi nhỉ. Chỉ tội không có để bán thôi, chứ còn nếu có là ok lắm. À, táo này chín nhá, chín xong rồi sẽ đến táo xuân và đến táo Đài Loan các bạn ạ. Đấy, lại chuẩn bị bước vào vụ mới rồi. Trên này được mùa chị. Đây mời các bạn thưởng thức thêm quả nữa. Vẫn có. Đặc biệt là những quả mà nó bị quả đào vàng mà chị chăm được to, nó quả nó to lắm chị nhé. Quả nó to như quả trứng luôn đấy. Đấy, coi là cái này là bỏ mặc đấy đúng không? Đấy, gần như kiểu là bỏ đấy. Vì quả nó không sai. 20.000 một cân, 40 cân, sốt này 800.000. Thực ra là cũng rất là bình thường, là cũng đạt đấy chứ. Nhưng mà là không có quả. Không bằng táo xuân à? Vâng. Chị trồng táo được mấy năm rồi? Mới năm nay, năm thứ 2. Vì đoàn kết thì mới chuyển từ cam bưởi sang ấy nhỉ? Vâng, cam bưởi đấy. Các chị là đất cam bưởi, nhưng mà cam bưởi hỏng chuyển sang táo mới năm thứ 2. Đấy, các bạn các anh chị mà trồng táo đào vàng thì nó là sớm nhất vụ nhé, ở miền Bắc này sớm nhất vụ luôn, thu sớm nhất. Để thu xong cái này thì sẽ đến táo xuân đấy, nếu có đất nhiều thì mình trồng, mình chăm sóc, mình kỹ càng, mình đuổi ruồi vàng đi nhé. Đấy các bạn, rất nhiều anh chị cũng lo nhất là cái ruồi vàng đấy, thì ruồi vàng nó cũng tất nhiên rồi, nếu không ấy là nó sẽ châm tất cả các loại hoa quả của mình cơ. Một là các anh chị làm nhà lưới, hai là các anh chị phải xử lý thật kỹ, còn nếu không là không được ăn đâu. Hàng này, tất cả hàng này lại ra Long Biên đấy nhỉ. Đấy. Nếu mà cái này gọi ở khu mình bây giờ đúng tầm này thì mỗi hôm được phải tầm tạ đấy nhỉ. Mấy hôm mới được tạ. Không được nhỉ. Thực sự không an toàn các bạn. Vâng.
cái lứa đầu này không để ý sâu nó cũng vẫn bị nhiều nhỉ, ruồi vẫn đục nhiều. Quả này ăn nó thơm các bạn, đào vàng ăn nó thơm lắm. Có vẫn có rồi. Quả này thì ăn ok này. Cảm giác ngon các bạn, ăn nó có vị gọi có một đá chút chút chát chát đấy, đào vàng đấy, không cần chấm bột canh mỡ đâu là ok rồi. Đây là, đây là quả chiêm của đào vàng ấy chứ. Vâng, quả chiêm thực ra mình cũng không để ý chị ạ, cũng không để ý kỹ. Đây là phun kiểu ra mất thêm tiền phun là không, nếu mà sai là nhà em phun đi gần là được. Nhưng mà em để không có quả thì em chán không. Quả này bị hỏng này các bạn này. Đây, em bóc quả này cho anh này. Em thử bóp mạnh. Đây, đây quả đấy. Đây. Khó. Quả này. Quả này vẫn ăn được chứ nhỉ? Ăn trời tối vẫn ăn được, còn nếu ăn này kiểu có trứng rồi ấy. Ăn được. Có con nhỏ rồi. Năm nay năm nay hai anh đi bộ vải trúng lắm hả không? Mất nhiều ấy. Năm nay con vải anh trúng. Để nó lốt nó châm này các bạn. Để lốt nó châm này. Đó thì gửi đến các bạn một chút cái tình hình táo nhé. Ở mình đây thì nói chung là gì không có thì còn có thì mua buôn từ quả đầu tiên đến quả cuối cùng của vụ luôn. Mỗi tội là chỉ sợ là không có táo bán thôi, còn hàng nghìn tấn táo thì các bác ấy vẫn thu mua hết nhé. Dạ chị, tổng số là trồng bao nhiêu cây? Có cả cả vườn ấy, bạn táo ấy. Vâng. Còn táo này thì là 100 cây à? Vâng. Thế thì vặt cũng phải ra hàng chục tấn đấy. Vâng. Loại kia năm ngoái 15 tấn à? 100 rưỡi cây 15 tấn à? Mỗi cây một tạ à? Ui dị. Thế là trồng mấy năm rồi mà được đẹp đấy chị? Trồng 2-3 năm à? Thế thì năm ngoái toàn bán cho Sơn hết à? À, năm ngoái táo xuân cũng được giá nhỉ, cũng phải trên dưới 30.000 nhỉ. Thế mỗi cây của chị thì loanh quanh phải đôi 3 triệu cây à? 2 triệu cây đúng không? Ừ, thế là ổn quá rồi. 2 triệu. Năm ngoái chị trồng à, toàn là toàn táo nhỡ nhỡ à? Nếu táo nhỡ thì năm ngoái cũng phải trên 20 nhỉ? Ừ, phải tầm được 300 à? 250 cây mà được 300 triệu. Đấy, thế thì ổn quá rồi. Còn hơn chứ. Vâng, đấy. Thế năm nay thì dự năm nay sao anh chị? À thế à? Đấy, năm nay được mùa lắm. Vâng, năm nay táo được mùa đấy. Được mùa thì mình chết dở. Đấy. Năm chị năm ngoái được 150 cây mà chị được 300 triệu, 2 triệu một cây. Thôi là năm nay thì được, cũng được mùa đấy, còn chờ giá nữa thôi. Đó. Cũng không mất mùa chị ạ, năm nay táo vẫn được mùa đấy. Được hơn mà em. Năm nay thế thôi, được hơn đấy. Được mùa. À cũng được hơn hả chị? À vâng, đó. Hãy gửi các bạn một chút như thế vậy nhé. Các bạn mà chuẩn bị đón vụ táo, ăn táo. Cũng bắt đầu phải vào tháng sang cuối tháng 10 âm chị ạ. Xác định táo năm nay kiểu thế. Giờ mới là cuối tháng 8 âm, ít nhất còn 2 tháng nữa. Mình nhặt. Tất cả có lỗ mình muốn nhặt.
Đó thì gửi đến các bạn một chút cái tình hình gọi là táo đầu vụ nhé, 2022 đây. Có sinh vật lạ không? Không có, mặt bên này không có nhỉ? Ăn bên này thôi. Đây, mời bạn thưởng thức thêm quả nữa xem. Quả táo đào rất là thơm nhé. Thích đây. Quả này là cảm giác nó chín quá này chị này. Thơm. Đây, nó nhìn như quả đạ, gọi là táo đào vàng các bạn ạ. Đấy nhé, các loại giống thì đào vàng này chín sớm, chia sẻ các bạn như vậy mà nó thơm như thế. Thơm lắm các bạn. Có vị thơm thơm chát chát. Ngon lắm. Chị về tiện sớm hơn tí. Táo đào nó ra hoa sớm mà. Cái táo này ngâm rượu cũng ok này các bạn này. Cho theo xe hồng à? Loại đầu vụ ấy, phải bỏ đi các bạn. Xốp này bé hơn xốp này, xốp của chị xốp 82 à? Ờ. Nhìn cảm giác rộng mà nó thấp nhỉ. Màu thì quá đẹp rồi. Màu đẹp nhỉ. Đấy, táo này là ok rồi. Thu mua từng quả đầu tiên một các bạn nhé, từng xốp đầu tiên một đấy, có 99 là loại gì cũng có, đi chợ hết, đi thu mua ra chợ đầu mối hết, từ ít đến nhiều đấy. Quả như năm ngoái chị vừa chia sẻ 2 triệu một cây, 150 cây được 300 triệu đấy, thu nhập là cũng ổn về cây táo phải không các bạn. Đấy, hy vọng là năm nay bà con chúng ta được mùa được giá nhé, và thu mua bán thuận lợi đấy. Thì xin chào cảm ơn các bạn đã theo dõi đấy, chúc bà con đón vụ táo phấn khởi. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Có táo thì các bạn yên tâm nhé. Chỉ mong là có quả và bán được giá là ok rồi. Mùa táo ở chỗ này sẽ kín hết các bạn ạ. Khu chỗ nhà mình là nó là trung tâm mua táo, nó kín hết. Mùa này thì vẫn đang thưa. Thôi xin hết, xin chào tại đây ạ.